Mỹ Tâm bất lực vì mất giọng trước show, nức nở xin lỗi khán giả, Huy Tuấn nói sự thật ai cũng xót. Netizen xót xa trước thông tin Mỹ Tâm gặp trục trặc sức khỏe trước giờ lên sân khấu. Nữ ca sĩ bị mất giọng nặng, cảm cúm nhiều ngày không khỏi. Nhạc sĩ Huy Tuấn còn hé lộ sự thật phía sau khiến dân tình càng thêm cảm thông. Họa mi tóc nâu Mỹ Tâm có thể nói là gương mặt nghệ sĩ minh chứng cho câu gương càng già càng cay của Vbiz khi đã trải qua hàng chục năm có mặt trong bản đồ âm nhạc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn luôn cho giữ cho bản thân một sức hút mà khó ai có thể xô đẩy. Tên tuổi của nữ ca sĩ hiện tại nói có thể không ngoa khi được xem là hàng đầu tại Việt Nam với lượng fan được xếp vào hàng cao kỷ lục. Nhiều người còn cho rằng Mỹ Tâm chính là một tượng đài âm nhạc lớn, là thần tượng của biết bao nhiêu thế hệ khán giả, kể cả những nghệ sĩ trẻ 9X, sở hữu chất giọng đặc trưng, tinh thần làm nghệ thuật nghiêm túc, tài năng sáng tác và viết nhạc thượng thừa. Không quá khó hiểu khi Mỹ Tâm luôn là nghệ sĩ nhận về sự yêu thích từ khán giả. Cô cũng là người tạo nên hàng loạt bản hit, có thể kể đến như Chuyện như chưa bắt đầu, Đừng hỏi em, Người hãy quên em đi. Ngoài ra, Mỹ Tâm cũng chính là nghệ sĩ hiếm hoi đã tổ chức thành công hàng loạt live show trong cuộc đời sự nghiệp của mình. Và đáng chú ý là trong tất cả các live show đó, Mỹ Tâm đều thu về hàng chục nghìn khán giả, luôn là người lấp đầy sân vận động mỗi khi tổ chức show. Với thâm niên hoạt động lâu năm trong nghề, Mỹ Tâm cũng nổi tiếng là một người nghệ sĩ có tinh thần kỷ luật cao. Cô luôn đảm bảo được sự chuyên nghiệp, chỉn chu trong mỗi lần xuất hiện. Tuy nhiên mới đây, trong một show diễn tại Hà Nội, Mỹ Tâm lại gặp phải một sự cố bất khả kháng khiến bản thân nữ ca sĩ cảm thấy vô cùng có lỗi với khán giả. Mặc dù đã cố gắng hoàn thành tốt show diễn, nhưng riêng Mỹ Tâm thì vẫn cảm thấy áy náy. Theo đó, đứng trên sân khấu ở show diễn, Mỹ Tâm đã bất ngờ khóc nức nở, gửi lời xin lỗi đến khán giả. Cô cho biết bản thân đang bị cảm, sức khỏe không tốt nên không thể hết mình trên sân khấu. Nặng hơn nữa, tình trạng cảm cúm này còn khiến cho cô bị mất giọng. Giọng ca Người hãy quên em đi có chia sẻ: Hôm nay, Mỹ Tâm rất xin lỗi quý vị. Tâm nhớ cũng phải 7-8 năm rồi, mình mới bị lại tình trạng là mất giọng hẳn như vậy. Cũng là do thời gian qua, mình làm việc hơi chủ quan, lao lực quá. Do thời tiết khi đi đi về về liên tục nên Tâm đã bị ho và sốt 2 ngày nay. Nhưng sức khỏe của Tâm vẫn rất bình thường. Tâm rất khỏe nhưng giọng tự nhiên lại bị mất. Show diễn này đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi, khán giả cũng rất chờ đợi. Thế nên khi thấy những nghệ sĩ khác biểu diễn hết mình nhưng khi mình lên sân khấu lại không làm được như mong đợi, nên Tâm cũng cảm thấy rất buồn và thấy có lỗi nên là mong quý vị bỏ qua, Mỹ Tâm cho hay. Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm nghẹn ngào viết: Đêm qua Tâm bị mất giọng nhưng nhờ may mắn với sự yêu thương cổ vũ nhiệt tình của khán giả nên vẫn hoàn thành được những tiết mục biểu diễn của mình. Tâm xin lỗi vì đã mang lại những điều chưa hoàn hảo và rất cảm ơn khán giả, anh Huy Tuấn đã chia sẻ cùng Tâm trong đêm diễn. Cảm ơn anh em bạn bè đã lo lắng hỏi thăm, Tâm sẽ luôn cố gắng để không xảy ra trường hợp này nữa. Nhạc sĩ Huy Tuấn, người anh em thân thiết với Mỹ Tâm còn hé lộ thêm chi tiết, ai nghe cũng xót xa. Phải nói rằng chúng ta đang đứng cạnh một trong những người phụ nữ kiên cường nhất mà tôi đã từng chứng kiến. Mới cách đây khoảng 15 phút thì chính tôi là người đưa Mỹ Tâm từ phòng của bác sĩ khám họng về và phải trích thuốc. Trên xe, Mỹ Tâm không nói được câu nào với tôi cả. Tôi cũng không nghĩ rằng Tâm lên sân khấu lại cất được tiếng hát, một bài hát trọn vẹn. Thật sự rất kỳ diệu khi Mỹ Tâm nhìn vào những khán giả và người hâm mộ của mình là bạn ấy quên hết sức khỏe như thế nào. Phải nói thật sự rằng anh rất khâm phục em. Sức khỏe của Tâm thì từ trước cả giờ phát sóng ngày hôm qua, Tâm cũng nói rằng Tâm không tự tin để trình bày những các bài hát, nhưng khi gặp người hâm mộ, Tâm lại quên hết và sống hết mình trên sân khấu ngày hôm qua. Những chia sẻ của Huy Tuấn cũng như hành động của Mỹ Tâm đã khiến người hâm mộ không khỏi xúc động. Bên cạnh đó là khen ngợi vì tinh thần, vì khán giả có trách nhiệm với hình ảnh bản thân trước mặt khán giả của Mỹ Tâm.